đã qua. Thật sự không có mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ mà. Anh cũng không trách chị em. Mà có trách Vinh chăng nữa, anh cũng tự trách mình. Anh trách anh tại sao không được bảo vệ em lúc em cần nữa. Thời gian trôi qua nhanh quá đúng không? Không em có ấm áp yêu thương như nơi này, nơi anh.
cạnh anh.